Hello, anh em đã quay trở lại với kênh của Chim Ưng Vlog nhé. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Đấy. Anh em thấy video hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, subscribe để có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Sau một quá trình ngồi ngẫm nghĩ và đối lại thì mình sẽ tách đôi chim này của mình ra các bạn ạ. Tại vì nó còn đang là chim bối mà thả vào lồng to kia các bạn ơi. Nó nhảy ác quá các bạn ạ. Không thể nào mà thuần hóa được nên mình bắt buộc mình phải tách ra. Tách con trống con mái ra. Một cái điều mà mình cảm thấy rất là hy vọng cho vụ sinh sản nữa sau đó là hai con chim này nó bắt cặp với nhau các bạn ạ. Nó không đánh nhau. Đó, nhưng mà nó nhảy quá, một con nhảy làm là cả hai con đều nhảy. Đấy. Hai con đều nhảy thì mình rất là khó đút sâu tại vì cái lồng kia nó rộng quá các bạn ạ. Mình đút sâu thì nó lại bay đi chỗ khác này. Đấy. Nên công việc là một con hoàng là tất cả các con đều hoàng. Nên mình sẽ quyết định tách đôi được mái này ra, thuần hóa nó trước. Và để cho nó có một vụ lông đẹp xong bắt đầu mình mới bắt cặp sau các bạn nhé. Và bây giờ tổng hiện tại của mình là có ba con chòe được ở bên trên. Và một con chòe mái thì mình nhốt ở lồng khuyên các bạn ạ. Tại vì mình đã hết lồng chòe rồi. Đáng ra thì mình cho nó thêm một cái lồng lồng chòe nữa đấy. Nhưng mà mình chưa có. Mình chỉ có cái lồng của AV của chim chim yến phụng kia thôi. Nhưng mình thả vào nó to, nó bay ác quá nên mình quyết định là sẽ tách tách lồng ra các bạn nhé. Đấy, từ khi tách lồng ra thì chim bắt đầu đã bình tĩnh hơn hẳn. Đó, còn chim mai đã bình tĩnh hơn hẳn. Và công việc mỗi tối của mình đó là ngồi ngắm chú chim của mình phát triển như thế nào. Đó, phát triển ra sao và cách thuần hóa của chúng như thế nào. Sau đó mình mới đi tắm rửa, mình đi chơi hoặc đi ngủ. Đó, thì nếu tách ra vậy thì việc thuần hóa của mình sẽ dễ hơn. Và thì tội nhất cho con chim mái của mình, nó sẽ phải ở lồng khuyên và thức ăn thức uống của nó thì sẽ được ít hơn tại vì mình cho cái cống này vào nhưng nó to quá nên mình bắt buộc phải cho cống khuyên vào các bạn nhé. Mình sẽ chú tâm vào con mái và cho ăn đều đặn mồi tươi thường xuyên. Đó. Hiện tại bây giờ thì mình đã cảm thấy là tạm ổn rồi. Mai mình sẽ mua cho nó một cái lồng để nhốt con chòe mái vào để cho nó có khoảng không thư thái thôi. Việc thuần hóa chòe thì như vậy thì mình cảm thấy là ok và sẽ không không đăng clip nữa. Khi nào mà chim của mình có một bộ lông óng mượt đó, thì mình sẽ tiếp tục làm những video hay và ý nghĩa để gửi tới quý vị và các bạn để các bạn tham khảo các bạn nhé. Và hiện tại thì bây giờ mình ươm mầm ba con chim này để thay một bộ lông để chơi ba con chim được này. Xong tiếp sau đó là mình sẽ thuần hóa các loại chim, xem những đặc tính và tính đấy có những con chim nào nó như thế nào, vị mi như thế nào, khiếu như thế nào, chào mào như thế nào. Và cách thuần hóa sẽ có một cách riêng biệt đó. Và mình sẽ đăng nhiều clip về chim để cho các bạn tham khảo các bạn nhé. Đó. Từ khi con này sang lồng bên này là nó sẽ không ngước đấy. Chứ nếu mỡ con này hỏng nữa thì thôi để thả vào AV các bạn ạ. Mình cảm thấy là các chú chim của mình nó đã bình tĩnh lại rất là nhiều. Và các bạn khi chim bổi này, chim mọc này mới về thì các bạn hạn chế tiếp xúc và tiếp xúc một cách rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Và niềm vui của mình là mỗi tối được thuần hóa và ngắm những chú chim của mình. Đó. Nếu các con chim của mình mà cảm thấy mà còn nhảy nữa đấy thì mình sẽ cho cánh nó lại, nhưng mà đen cái con chim của mình là chim chuyền, nó đang trong vụ thai nông nên việc cho cánh là việc không lên các bạn nhé.
nên mình sẽ quyết định là thuần hóa bằng mồi tươi và dùng thời gian. Đó. Bây giờ mình chỉ đợi một bộ lông óng mượt để cho con chim nó nhanh căng nửa và đạp nửa thôi các bạn ạ. Đó. Anh em mà có thắc mắc gì thì hãy bình luận phía dưới để mình có thể là mình hiểu biết thì mình sẽ chia sẻ lại cho anh em. Còn anh em mà biết gì thì anh em sẽ chia sẻ giúp mình để cùng chung vui niềm đam mê nhé. Và bây giờ mình lại con chim mã của mình nó kêu buồn cười lắm. Và con chim của mình bắt đầu rít choẹt mỗi khi buổi sáng và buổi chiều là rất là ác các bạn ạ. Đó, từ khi tách lồng ra thì tất cả các chú chim đều là ngoan hẳn. Phải công việc thuần hóa của mình thì rất là ok rồi, chứ rút rốt trùng nó thật sự để nhét để cho nó một con sâu thật sự là rất là khó. Vậy các bạn phải phải luôn luôn tìm hiểu đặc tính và tính cách. Đấy, ví dụ như nhốt chung mà thuần hóa được thì bạn nhốt chung, mà nếu mà nhốt chung mà nó nhát quá thì các bạn lại phải tách ra xong các bạn ép lại sau các bạn nhé. Thì vì vậy thì nó mới đạt được hiệu quả và như mình mong muốn được. Và chơi cái gì và làm cái gì cũng vậy thôi, cần phải kiên trì, cần phải bình tĩnh và am hiểu về chúng thì dần dần mình sẽ hiểu ra và mình làm sẽ dễ thôi, chứ không thể một ngày hai mà có thể thuần chúng được khi chúng từ thiên nhiên, chúng không tiếp xúc với con người mấy mà ép chúng phải thuần hóa ngay và ăn cám ngay thì không được nhé. Tất cả các con chim đây thì đều ăn cám rồi và mình cũng không cần phải vào cám lại nữa. Đó, ví dụ như chim từ khi ở tiệm về các bạn nhé thì nó bị suy chim và 5 ngày nay thì mình sẽ cho nó ăn ăn sâu ăn dế thì nó khỏe lại thì nó lại phá hơn. Đó, các bạn phải hiểu vậy. Chỉ, lúc đấy nó yếu thì nó sẽ hạn chế nhảy. Đó, các bạn mà có thời gian đấy thì các bạn chỉ cho một, nếu các bạn muốn thầm thuần siêu tốc mà không phải trói cánh ấy, thì các bạn thì cho một cống nước thôi và các bạn cứ cho ăn đều đặn dễ liên tục, mồi liên tục, ăn ít một thì việc thuần hóa thì cực kỳ là đơn giản các bạn nhé, không có gì phức tạp. Và thì khi thuần hóa xong rồi thì các bạn thì chờ một con chim lên chơi hai tố chất thì các bạn bạn phải biết cách chọn chim nhé các bạn nhé. Mình đây là chọn ba con bộ bộ hót của mình, không con bộ nào là bộ bộ to và mỏ to cả, chân to cả nhé. Mình toàn chọn bộ cau thôi các bạn nhé, toàn chọn bộ cau người thon dài. Con này là con đuôi to nhất các bạn ạ. Mình thì mình không tính bắt con này đâu, nhưng mà mình thấy nó đẹp quá nên mình bắt các bạn nhé. Và hiện tại bây giờ nhà mình chỉ còn có bốn chú chim này thôi và mình sẽ chăm sóc bốn chú chim này ok rồi thì mình có thể bắt một cặp khiếu trống mã về mình để cho vụ sau mình sinh sản cùng với cặp chơi than này. Cặp chơi than này thì sang năm vẫn hơi sớm các bạn ạ, nếu mà mình phải thúc mồi tươi phải vụ sau nữa thì cặp thề than này của mình nó mới đẻ được các bạn nhé. Và mình sẽ mua nhiều, chim của mình nó kêu kiểu gì ấy? Mình sẽ mua nhiều chim và mình thuần hóa và mình sẽ chia lại cho anh em cùng đam mê với mình. Mình chỉ bán chim thuần thôi các bạn nhé. Khi nào mình thuần và chơi được thì mình bán, còn chim mọc này thì ít khi mình bán lắm các bạn ạ. À, có nếu mà mình nhập được giá rẻ thì mình sẽ chia lại cho anh em cũng được. Nói chung là hiện tại mình đang đang chơi và mình có mối thì mình sẽ nhập lại, mình chia, mình bán lại cho anh em để cùng nhau giao lưu, cùng nhau tận hưởng những giây phút mà những chú chim của mình được được tung tăng bay nhảy
ngắm nhìn chúng là mình đã thấy vui rồi. Mỗi người một sở thích, mỗi người một niềm đam mê. Đó. Mình thì thích cả dòng chim như ở quê mình, ví dụ như chim khuyên, chim trà mào, chim chích choe. Đó là ba dòng khuyên, đó là ba dòng chính ở quê mình. Nhưng quê mình đã bị tuyệt chủng rồi các bạn, không biết quê các bạn như thế nào nhưng quê mình tuyệt chủng rồi, nên mình quyết định bắt một cặp trống mái này về ghép sinh sản để bảo tồn. Và nếu hy vọng mà chim của mình nó nở ra được đâu thì mình sẽ bắt ra một hai con và mình thả ra thiên nhiên. Đó, đây là cái ý tưởng của mình hiện tại để bắt cặp trống mái này, nó là như vậy. Đó, để cho nó bảo tồn. Nếu anh em nào bắt thì vừa chơi vừa bảo tồn chứ đừng bắt hết nhé các bạn nhé. Như ở quê mình nó thật sự là chẳng thấy ai chơi chim đâu, nhưng mà cứ có chim ngoài thiên nhiên là ông bắt hết đấy, về nó chết đi nó phí, nhưng kiểu của miễn phí mà. Nhưng mà bà mua chim mà để chơi thì hiếm lắm các bạn ạ. Và mình cũng tình trạng là mình biết là chim hiện tại là đang bị tuyệt chủng dần ở một số chỗ các bạn nhé. Ví dụ như mình, anh chị mình ở trên Sơn La đấy, Sơn La giờ thì cũng ít chim rồi, và như dường như họa mi nó sẽ không còn, khiếu cũng còn ít và dường như là hết. Và ở quê mình coi như là chim khuyên cũng không còn luôn các bạn nhé, nó chỉ còn một số chỗ nữa thôi. Và mình quyết định là bảo tồn dòng chim và cùng niềm là vui đam mê. Buổi tối của mình nó chỉ như thế thôi, ngồi làm clip gửi tới quý vị các bạn cùng xem. Sau này đợi con chim này hái nên và mình làm nhiều video để gửi tới quý vị và các bạn. Đó, còn bây giờ là chào tạm biệt các bạn nhé. Mình đi cho chim ăn và mình đi tắm. Bye bye, hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ like, subscribe, ủng hộ mình để mình đạt được 1.000 người đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.